Tiền đâu mà móc ra dữ hả? Chuẩn bị tiền trả thôi. Điếm mà còn nhiêu tiền? Còn nhiêu tiền? Còn 50 mấy. Dữ vậy? 50 mấy ha. Cắt kỹ nghe em hoa gớt nha. Anh biết xài tiền chưa hả? Biết. Lúc đầu không biết, bỏ chưa nè, bây giờ biết. Bây giờ biết vậy đó, biết nhiêu tiền em chứ xài, em biết xài. Xài cái tờ nào có mua gì cũng đưa 100% chứ không. Lột nón nào ra đi cho lịch sử. Nó ăn mấy tô? 5 tô hay 2 tô? Tô à? Rồi. Tô ha? Tô. Cái thòn cái này nó đó. Đếm người đó. Đếm chồng người làm thôi. Này món gì anh ta anh Tâm? Món này món gì? Ừ. Món này món gì? Bún. Bún gì? Bún riêu. Ờ. Ngày làm mà hết tối đa luôn, cỡ được mấy tô? Đây đứa nó cái gì cầm chưa? Ngon không? Ngon. Trời ơi, ớt. Chơi muỗng nó vô. Cay đó. Cay đó. Cay lắm. Anh ăn ớt nhiều quá, anh chồng ớt á. Ừ. Chồng ớt để sẵn ăn luôn hả? Phải ăn bún riêu. Mắm gút rồi, xịt mắm gút rồi chưa? Này em chỉnh cái mức nhỏ chưa? Ủa sao tao tắt cái mic rồi? Tắt cái mic nè. Con mic nào? Cạp cục thịt coi. Thịt kìa. Cắt cục thịt vô. Ừ. Ngon không? Được rồi, để máy đi qua đó ăn. Em ngồi đây có luôn. Mình nó cầm. Nhờ Tâm mà mấy anh em mới biết quán này anh với anh Tăng có vàng đi nữa nha. Cho không? Cho đi chung không? Mê à. Đói lắm rồi. Giờ là ở nhà rồi, 2-3 tử rồi. Nãy làm 5 ly cà phê sữa mà. Cà phê sữa mà làm 5 ly.
Béo không? Tâm. Ừ. Béo không? Ngon, ngon, ngon. Ngon, ngon nha. Ôm liền. Ừ. Kiếm cây khác. Đó, nghiệp có mua dùm cây này để cho bệnh. Có cây dễ để nó dựng đó. Nha, mấy nghìn dựng đó. Thêm nữa không? Tô nhỏ nữa nha. Thêm tô nó đi thêm ha. Tô nhỏ nữa ha. Rồi rồi rồi. No hả? Rồi thôi thôi. Cái này no sớm rồi hả? Năm đi bây giờ mà. Dĩ ra đi chịu biển đi. Cho miếng rau muống với bắp chuối rồi. Phút đi, chú đứng nước. Nhà nước nè, nước ngủ luôn ha. Dạ, bây giờ cũng những cái phương dưới chuyện là cái nước nơi này mọi người. Và chuyện nữa này, vậy em sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Cảm ơn chú đã đồng hành cùng mọi người. Rồi Minh Tân chào mọi người nha, chúc mọi người luôn mạnh khỏe nằm phát tài nha. Quay kia. Thế à? Làm giống đây.
No chưa? No chưa? Uống cà phê sữa. Em qua quán cà phê uống cà phê chút xíu nè cả nhà. Uống gì kêu chưa ta? Kêu gì? Uống phê sữa. Phê sữa hả? Uống phê sữa đi cho má. Uống dừa nè. Dừa gì? Dừa không? Thôi uống phê sữa. Của em. Làm đi cà phê sữa. Em đi chợ đường luôn. Phải sữa chứ không phải phải đá. Còn phải sữa không đá. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Chị Sáu gì kia. Này quán quen hay mình hay tâm ha. Bữa nay đi dưới thăm bà con dưới thấy sao cho mọi người biết coi. Hả? Đi xuống dưới thăm mấy người bà con dưới sớm rồi cảm giác sao cho mọi người biết coi. Em người em giờ cảm thấy sao, vui hay sao? Lâu ngày gặp lại bà con dưới mình không? Vui không? Vui. Vui ha. Ừ. Nữa đi nữa không? Hả? Đi nữa không? Ừ. Đi nữa đi, có đi xuống dưới thăm gì mình nữa không? Đi. Chừng nào đi nữa? Tính chừng nào đi? Thì ngồi rảnh đi. Giờ đi được không? Đi đâu? Xuống dưới nữa. Thôi để bữa nào rảnh đi. Biết chừng giờ. Bữa nào phải khỏe mình đi rồi mình bắt ốc luôn, đem thêm bộ đồ. Đem thêm bộ quần áo dưới thay rồi đi bắt ốc luôn. Ừ. Chứ bữa nay mang giày mà bắt ốc kỳ lắm. Ừ. Gì rồi? Hết pin tắt nguồn rồi. Hồi đấy, hồi gì vậy? Ăn nãy no bụng chưa? No rồi. No rồi ha. Sao đi trở về quê cũ thấy vui không? Vui ha. Gặp được bà con ha. Ở dưới quê là thân nhất với ai anh Tâm? Anh á? Chơi thân nhất với ai? Dưới quê á? Cháu nãy á? Quen thân nhất với ai á? Chưa hiểu á. Có quen gì không? Không quen gì không hả? Ừ. Dưới có bạn bè gì không? Có mà ít. Chỗ nào cũng ngon. Nói khỏi mất lòng nghe. Ừ. Ngày bữa mình đi về dưới là coi chừng cái ớt dưới có trái luôn á Tâm. Bây giờ ở dưới nhớ ai nè? Ừ? Nhớ ai? Có nhớ tên ai không? Có nhớ tên ai ở dưới đó không? Phải gặp mặt mới nhớ chứ.
nói nghe không nhớ. Nhớ thì bắt ốc ngoài ha. Bắt ốc nhớ không? Hả? Nhớ hả? Trên đây có chỗ bắt ốc không anh Tâm? Trên chỗ mình đang ở nè, chỗ này nè. Cái nhà trọ á. Nhà trọ có chỗ nào bắt ốc không? Đi vô rượu mới có phải không? Chưa nghiên cứu kìa. Suy nghĩ. Thì em Tâm lúc mà đi về dưới á, là lúc mặt đầu quá lịch sự, là cô chú ở dưới gặp lúc đầu là nhìn không ra luôn đó. Mình nghĩ mới dám nói á. Ừ. Có nhiều người đi ngang thấy liền, lại thấy mình đi theo á. Còn nếu mà mặc bộ đồ lên đồ thì là nhìn không ra luôn, tập hết coi á. Ai cũng nói là bây giờ mới đứng là hot boy. Ừ. Với lúc trước là không phải hot boy. Cứ là boy bụi lùm. Xưa anh ngủ ở chỗ nhà cũ anh có văn mùng gì không anh Tâm? Tối ngủ á, có văn mùng ha? Có. Có mũi nhiều không? Ít. Tâm là hút thuốc hay là uống cà phê cũng có lấy tay ngắt ngắt vậy đó. Thích là của Tâm là uống cà phê sữa. Rồi chị ơi. Chưa từ. Chút gì uống hết đi, chút gì. Uống hết đi. Hơn trước rất là ăn uống ngon lành đầy đủ. Ăn trái cây rồi ăn bún rồi uống cà phê sữa. Nói chung là ăn được, ngủ được. Nó chịu uống thuốc. Ở đây đưa ra. Rồi vậy, từ từ. Từ. Ôi trời. Chút vậy. Uống nước chút rồi về. Ở nhà làm gì gấp với anh Tâm? Ừ. Nhà làm gì gấp chứ hả? Về xem bên điện thoại. À đi hỏi hát bên điện thoại. Cho anh này anh uống miếng nước ảnh này bây giờ đi chở xe đi cái nước á. Cho anh uống miếng nó đi rồi. Nhớ tên không? Nhớ, anh Tân. Anh này nè. Quên rồi. Phúc. Ờ đúng Phúc. Minh. À nhớ em với anh Tân rồi đó. Bữa nào khỏe đi rồi đi bắt ốc. Bắt ốc về luộc. Ăn với đồ chẳng lòng. Chấm muối. Ha. Cái này cứ vợ luôn. Ừ. Ốc kiếm bán kiếm tiền cứ vợ. Sau này anh khỏe lại có tính cứ vợ không? Chứ hả? Ừ. Rồi có bồ chưa? Có rồi. Ở đâu bồ ở đâu? Có người yêu có con rồi. Người yêu của con này hả? Dạ. Mấy đứa? Mấy đứa? Hả? Mấy đứa? Hai đứa rồi. Trai hai gái? Một trai một gái. Trời dữ vậy. Trai gái luôn ha. Hai đứa hả? Bây giờ người yêu ở đâu rồi? Hả? Người yêu ở đâu rồi? Người yêu anh á? Ở xa lắm. Xa hả? Biết đường xuống dưới không? Biết. Bữa nào đi? Bữa nào dẫn dưới ha. Dạ. Chắc có người yêu á, như vợ thì không biết sao chứ
Sự tôi có người yêu thôi. Có hai đâu. Khỏe rồi ha? Khỏe. No bụng chưa? No. No rồi ha? Ừ. Rồi vậy nha. Rồi về. Rồi về. Ừ.